Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12 năm 2023, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 422 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Đại Nam. Địa chỉ tại số 1765A, Đài lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Bột, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đại Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoảng 4 điều 42 nghị định số 156 năm 2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể công ty cổ phần Đại Nam không công bố thông tin định kỳ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2021, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021. Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1996 do ông Huỳnh Uy Dũng còn được biết đến với tên gọi Dũng Lò Vôi làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc và đại diện pháp luật công ty. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty cổ phần Đại Nam đang có vốn điều lệ 207 tỷ đồng cũng trong ngày 27 tháng 12 năm 2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định số 420 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Amefaco, địa chỉ trụ sở chính ở số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Amefaco bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật cụ thể công ty cổ phần amifaco không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán hà nội và trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu sau Báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 và quý 4 năm 2021, báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, 2023, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 Công ty cổ phần Amefaco cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của công ty đối với các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021, đã kiểm toán, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo thường niên năm 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 theo quy định tại điểm A khoảng 4 điều 42, Nghị định số 156 năm 2020, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhniên vn Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục trên kênh youtube báo Thanh niên.